Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, phụ nữ là những người đáng được trân trọng, nhưng dĩ nhiên không phải là tất cả. Trên đời có rất nhiều phụ nữ dịu dàng, duyên dáng và hiền thục. Tuy nhiên, cũng có không ít những người phụ nữ có vấn đề ở trong đó. Những vấn đề này khi vượt quá giới hạn, nó gây ra nhiều rắc rối và ảnh hưởng lớn tình yêu. Và với những người phụ nữ như thế này, thì đàn ông thà độc thân cũng không nên lấy. Vậy đó là những mẫu phụ nữ nào? Mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong video này nhé. Đầu tiên là những người phụ nữ nói chuyện cục cằn, thích cãi vã và chiến tranh lạnh. Mình đã chia sẻ rằng người phụ nữ chính là phong thủy của đàn ông. Hôn nhân có bền vững hay không, có một phần rất lớn, nó phụ thuộc ở cách ứng xử của người phụ nữ. Khi bạn ở bên một người phụ nữ quá cục cằn, bạn sẽ thấy cực kỳ khó chịu. Với tính cách đó, phụ nữ rất khó giữ được hòa khí trong gia đình, khó để tạo ra được cái mối quan hệ tốt, và đó cũng là cái đầu mối của những rắc rối. Phụ nữ nói năng cục cằn đi liền với cái việc thích gây sự, thích cãi vã và luôn khiến cho tình yêu hay là hôn nhân của bạn đứng trước bờ vực. Đàn ông có thể chịu đựng được sự cục cằn ấy vài tháng, vài năm, chứ không thể chịu đựng suốt cuộc đời của họ, đúng không ạ? Có người nói rằng tôi yêu sự cục cằn đó của cô ấy. Đây là một lời nói dối. Bạn nói ra được lời này khi bạn đang trong sự thăng hoa của tình yêu thì có thể chấp nhận được. Nhưng khi sự thăng hoa đó qua đi, bạn sẽ thấy sau đó là một chuỗi những tháng ngày mệt mỏi và buồn chán. Thế thì để tránh cái tương lai đó, hãy đề nghị cô gái của bạn sửa đổi tính nết cục cằn của cô ấy. Trong trường hợp cô gái đó không làm được, thì bạn nên biết phải lựa chọn cái gì. Thứ hai là người phụ nữ không hiếu kính với cha mẹ. Lễ phép và hiếu thảo là một trong những phẩm chất cơ bản nhất của một người phụ nữ. Hãy xem cách một cô gái giao tiếp với cha mẹ cô ấy và đối xử với cha mẹ cô ấy để đưa ra quyết định của mình. Bạn chỉ cần nghĩ đơn giản rằng khi một cô gái ăn nói hỗn hào, đối xử tệ bạc với chính cái những người mà đã sinh ra cô ấy, thì với cá nhân bạn và bố mẹ của bạn, cô ấy sẽ đối xử thế nào? Sẽ có bạn nói rằng cô ấy đối xử với bố mẹ cô ấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là đối xử với bố mẹ chồng như thế nào. Mình hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Bởi vì khi bạn đã về một nhà thì cha mẹ hai bên là một. Hơn nữa, không thể có cái chuyện là một người phụ nữ đối xử tệ bạc với bố mẹ đẻ và đối xử tốt với bố mẹ chồng, phải không ạ? Hơn nữa, một người phụ nữ không thể hiếu kính với cha mẹ thì đó sẽ là một cái tiền lệ xấu trong cái việc giáo dục chính những cái đứa con của cô ấy sau này. Do đó, muốn biết bên trong của một cô gái như thế nào, hãy xem cô ấy đối xử với người thân của cô ấy ra sao các bạn nhé. Thứ ba là những người phụ nữ hư vinh, lười biếng nhưng thích tiêu xài. Không bắt buộc người phụ nữ nào cũng phải siêng năng, phải tiết kiệm, bởi vì phải căn cứ vào hoàn cảnh sống của mỗi người. Tuy nhiên, ở những cô gái mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại lười biếng và luôn sóng sánh, đòi hỏi những cái thỏa mãn phù phiếm để được bằng bạn, bằng bè, là những người phụ nữ không xứng đáng có tình yêu của một người đàn ông. Những cô gái này sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc là bạn làm bao nhiêu tiền một tháng, bạn vất vả, khổ cực như thế nào để có được số tiền đó. Cái mà cô ấy quan tâm là bạn cho cô ấy bao nhiêu tiền để cô ấy mua son phấn, mua quần áo mỗi tháng, và bạn có đáp ứng được đòi hỏi của cô ấy hay không. Những phụ nữ luôn có tâm lý so bì, ganh đua với bạn bè, với thiên hạ, thường không bao giờ chấp nhận mình thấp kém hơn người khác.
Cho nên họ không cần biết hoàn cảnh của mình như thế nào. Ví dụ bạn thân có cái điện thoại iPhone, mình không có tiền nhưng vẫn đòi hỏi bố mẹ phải bán thóc, bán gạo đi để mua cho một cái như thế. Mình chỉ lấy ví dụ như thế. Thì đây, nó thể hiện cái sự phù phiếm của một người phụ nữ, và đàn ông khôn ngoan thì không nên dính vào. Thứ tư là những người phụ nữ có những mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người khác giới. Những người phụ nữ này không đáng tin cậy. Họ luôn mập mờ với các mối quan hệ. Họ như con lật đật, lật sang bên này, ngả sang bên kia, nhưng không dám ngả hẳn vào anh chàng nào cả. Hay người ta hay dùng cái từ đong đưa để mô tả những cô gái này. Họ muốn bắt cá nhiều tay, không muốn mất con cá nào khỏi tay mình cả. Sự tham lam cho thấy cô gái có nhiều mưu mô, toan tính và không chung thủy. Nhưng có một điều là những cô gái này luôn được cái sự đeo bám của nhiều đàn ông. Bởi vì cái tính cách đó nó đánh trúng cái tâm lý, hay còn gọi là cái khao khát muốn chinh phục ở đàn ông. Nhưng nếu bạn chấp nhận ở những cô gái có tính cách này, dù bạn biết trước thì bạn sẽ phải luôn chạy theo cô ấy, và không biết khi nào cô gái như thế sẽ cắm cho bạn một cái sừng. Thứ năm là cô gái thích ham chơi và nhậu nhẹt. Phụ nữ luôn ham chơi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời gian nào, là những người chưa trưởng thành, và có thể cả đời của cô gái này sẽ không bao giờ chịu trưởng thành. Phụ nữ thích ham chơi và nhậu nhẹt, họ rất sợ hai cái từ trách nhiệm. Trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm mẹ trở thành gánh nặng quá lớn đối với họ. Và một thực tế rất rõ ràng là đàn ông không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ không có trách nhiệm với những cái điều đó. Trong thời đại ngày nay, có nhiều chàng trai thích những cô gái ham chơi bời và thích nhậu nhẹt. Họ coi đó như một cô gái thời thượng. Bởi vì khi đó các bạn còn chưa có ràng buộc gì với nhau, vô lo vô nghĩ. Nhưng khi trở về cùng một gia đình thì nó sẽ không thể tồn tại được. Rất nhanh nó sẽ đổ vỡ. Vì vậy, đàn ông đừng bị cái tính cách ham chơi của một cô gái đánh lừa rằng đó là sự ngây thơ các bạn nhé. Cuối cùng, thứ sáu là người phụ nữ không biết trân trọng bản thân mình. Những cô gái luôn muốn tự làm tổn thương mình trong khi yêu thường là những người có vấn đề về tâm lý. Họ có một sự tiêu cực nào đó rất đáng sợ. Ví dụ như một cô gái luôn lấy cái chết ra để đe dọa níu kéo người đàn ông chẳng hạn. Họ luôn nói rằng nếu anh phản bội em sẽ chết. Đàn ông nghĩ rằng đó là những cái lời nói suông, nhưng thực ra không phải như vậy. Trên 60% người phụ nữ khi đã nói câu đó là họ nói thật. Vì vậy, nếu bạn không thể đảm bảo rằng bạn tuyệt đối chung thủy, thì không nên có mối quan hệ với những cô gái có tâm lý như thế. Thứ nhất, họ có lối suy nghĩ rất tiêu cực và mong manh, yếu đuối. Thứ hai, tình yêu với những cô gái như thế sẽ khiến đàn ông trở nên mệt mỏi và bế tắc. Và thứ ba, những cô nàng này có tính cách đa nghi rất cao. Khi một cô gái coi tình yêu còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, thì mình khuyên thật lòng, đàn ông không nên yêu, các bạn nhé. Các bạn thân mến, mình nhắc lại rằng phụ nữ là những người đáng nhận được sự yêu thương và trân trọng. Nhưng có những người phụ nữ, họ có những cái vấn đề trong con người và suy nghĩ của họ. Những điều đó không có lợi cho tình yêu và hôn nhân, buộc đàn ông phải cân nhắc. Chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.